Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách 6 trụ cột của sự thịnh vượng, tác giả Patrick Washington. Bạn sẽ chọn điều gì trong số này? 1. Có nhiều tiền. 2. Có nhiều tiền cộng với sức khỏe tốt, những mối quan hệ tuyệt vời với gia đình và bạn bè, một ngôi nhà xinh xắn và sự bình yên trong tâm hồn. Mặc dù đó có vẻ là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng nhiều người coi tiền là ưu tiên hàng đầu và bỏ qua những khía cạnh khác trong đời sống. Đây rõ ràng không phải là một lựa chọn lành mạnh. Trong cuốn sách 6 trụ cột của sự thịnh vượng của tác giả Patrick Washington, chúng ta cùng khám phá cách sắp xếp lại các ưu tiên trong cuộc sống để xem nó sẽ mang lại sự giàu có theo mọi thước đo như thế nào. Chúng ta cũng xem xét sự khôn ngoan dựa trên đức tin của tác giả về vấn đề tiền bạc và thảo luận về 6 trụ cột sức khỏe, con người, không gian, niềm tin, công việc và tiền bạc. Có được tinh thần và thể chất tốt. Hãy tưởng tượng nếu mong muốn lớn nhất của bạn có cơ hội thực hiện ngay lúc này, bạn có sẵn sàng cho nó không? Mặc dù nghe có vẻ tuyệt vời khi được trao cho một công việc mơ ước hoặc một đối tác hoàn hảo, nhưng bạn có thực sự đang ở trạng thái tốt nhất không? Xét cho cùng, bạn không thể tận hưởng hoặc cống hiến hết mình cho bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống khi sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của bạn kém. Không chỉ cơ thể, mà tâm trí của bạn cũng phải được chuẩn bị đủ tốt để phát huy hết khả năng mình có. Bạn cần sự tự tin vào bản thân để thúc đẩy quyết tâm và bạn không thể tận hưởng hành trình hay thành công của mình hoặc việc xử lý những thất bại nếu không có sức mạnh tinh thần. Một phương pháp giúp bạn thay đổi suy nghĩ là sử dụng những lời khẳng định tích cực. Chăm sóc tâm trí của bạn cũng có nghĩa là chịu trách nhiệm về sức khỏe tâm thần của bạn. Mặc dù những cảm giác tiêu cực, tổn thương và đau buồn là những trải nghiệm phổ biến, nhưng khi không được kiểm soát, chúng có thể góp phần khiến bạn trầm cảm, lo lắng, rối loạn ăn uống và lạm dụng chất kích thích. Để rèn luyện sức khỏe tinh thần, hãy bắt đầu bằng cách xác định cảm xúc của bạn và cho phép bản thân cảm nhận chúng. Sau đó, giải quyết chúng theo những cách hiệu quả, chẳng hạn như viết nhật ký, sử dụng mạng lưới hỗ trợ và trị liệu. Đầu tư vào các mối quan hệ. Việc vun đắp các mối quan hệ bền chặt sẽ tác động tích cực đến cuộc sống gia đình, sự phát triển cá nhân và các cơ hội nghề nghiệp của bạn. Bắt đầu với gia đình và mạng lưới của bạn, sau đó tiến ra bên ngoài, xem xét những gì bạn đang mang đến cho mỗi mối quan hệ và những người bạn đã chọn để duy trì mối quan hệ. Nếu bạn tìm thấy những thiếu sót, bạn có quyền sửa chữa chúng. Hãy xem xét một vài cách bạn có thể làm điều này. Học cách thiết lập ranh giới và học cách nói không hợp lý để tránh làm việc quá sức. Đồng thời, hãy cho người khác thấy rằng bạn cũng coi trọng thời gian của họ. Hãy luôn đúng giờ và đừng trễ hẹn, và nguyên tắc này cũng áp dụng cho các cam kết cá nhân, nghề nghiệp của bạn. Khi bạn đang củng cố mối quan hệ với những người gần gũi nhất với mình, hãy nhìn kỹ xem họ có chia sẻ các giá trị, suy nghĩ và mục tiêu của bạn không. Nếu xung quanh bạn không có những người cùng chí hướng, hãy đi tìm họ. Điều này tạo ra một mạng lưới để chia sẻ thông tin, giải trình trách nhiệm và tìm kiếm người cố vấn, tất cả đều vô giá đối với việc đạt được mục tiêu của bạn và giúp đỡ những người khác trên đường đi. Để bắt đầu xây dựng những mối quan hệ này, hãy tham gia các nhóm, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng trực tuyến tập trung vào ngành và niềm đam mê của bạn. Khi bạn tạo mối quan hệ, hãy luôn bắt đầu bằng cách cho đi trước và cũng đừng mong nhận lại. Những cách đơn giản khác bao gồm nhận xét về các bài đăng trên mạng xã hội, viết đánh giá tích cực hoặc gửi thư cảm ơn. Ngay cả những hành động nhỏ nhất của lòng biết ơn chân thành cũng cần phải đi một chặng đường dài. Dành thời gian chăm sóc các mối quan hệ của bạn một cách chu đáo và chân thành sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho bạn. Khi bạn hoạt động ở vai trò cho và nhận, bạn sẽ luôn cảm thấy được hỗ trợ và có nhiều khả năng nhận được sự hỗ trợ hữu hình khi bạn cần hoặc ít mong đợi nhất. Hãy để niềm tin dẫn đường cho bạn. Khi bạn theo đuổi một cuộc sống sung túc, bạn cần kiên trì làm rõ các giá trị và các mục tiêu của mình, cũng như những thất bại không thể tránh khỏi. Niềm tin, trụ cột thứ tư của sự giàu có, là điều cần thiết để đạt được những điều này. Trong suốt sự nghiệp của mình, Washington đã nói rõ rằng đức tin của bà là Cơ Đốc giáo. Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng niềm tin trong bối cảnh này không chỉ giới hạn ở một tôn giáo cụ thể, mà là việc tin tưởng vào một sức mạnh cao hơn để hướng đến mục đích của bạn, củng cố quyết tâm của bạn, làm rõ các giá trị của bạn và xác định cách bạn thể hiện bản thân trước mọi người cũng như thế giới. Nếu bạn chưa xác định được đức tin của mình, tại sao bạn không khám phá các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau để khám phá điều gì phù hợp với bạn? Mặc dù có rất nhiều, nhưng tất cả đều cung cấp các nguyên tắc,
Niềm tin và giá trị có thể giúp bạn có động lực trong thời điểm thuận lợi cũng như khó khăn. Bạn có thể xây dựng đức tin của mình bằng cách giữ những niềm tin này ở vị trí hàng đầu thông qua việc cầu nguyện, thiền định hoặc viết nhật ký. Tạo một không gian riêng cho những hoạt động này, đề nghị bạn bè cùng cầu nguyện với bạn và dành thời gian để nghiên cứu về những lời dạy của đức tin bạn đã chọn, bất cứ khi nào có thể. Yêu công việc của bạn. Bạn có yêu công việc bạn đang làm không? Nếu câu trả lời của bạn là không, hãy tìm hiểu xem làm thế nào bạn có thể biến câu trả lời đó thành có. Khi giải thích công việc là trụ cột của sự giàu có, Washington khẳng định rằng vấn đề không phải là theo đuổi đam mê của bạn, mà là sắp xếp các kỹ năng, mục đích và mong ước của bạn. Những thứ theo sau là sự thỏa mãn, tầm ảnh hưởng và tiền bạc. Đầu tiên, hãy xác định những đam mê của bạn bằng cách xem xét những gì đến một cách tự nhiên và mang lại cảm giác thỏa mãn cũng như niềm cảm hứng để bạn theo đuổi nó. Sau đó, hãy xem bạn được kêu gọi phục vụ ai và phục vụ như thế nào. Đó là mục đích của bạn. Viết nó xuống. Xem xét nó thường xuyên. Bước tiếp theo là tìm ra cách bạn có thể sử dụng những đam mê để hoàn thành mục đích của mình. Điều này sẽ giúp bạn xác định mơ ước của bạn. Cuối cùng, hãy tìm cách thực hiện tất cả trong một môi trường và lịch trình chuyên nghiệp, cũng như phải phù hợp với các giá trị, lối sống của bạn. Xác định rõ ràng công việc và ngày làm việc lý tưởng của bạn sẽ như thế nào, rồi bắt tay vào làm việc sau đó. Nếu có thể, hãy tìm cách thực hành các bước của công việc lý tưởng trong vai trò hiện tại của bạn. Tìm kiếm cơ hội để làm tình nguyện. Tham dự các sự kiện kết nối với các mục tiêu rõ ràng bạn muốn tạo ra và chia sẻ mục đích của bạn khi bạn thực hiện. Đây là một trong số những cách tiếp cận mang lại cơ hội tăng thu nhập cho bạn một cách dễ dàng. Khi có cơ hội, đừng ngại thương lượng một khoản thanh toán phù hợp với giá trị mà bạn đưa ra. Hãy tìm hiểu kỹ để đảm bảo yêu cầu của bạn là công bằng so với ngành và thị trường của bạn, đồng thời hãy yêu cầu nhiều hơn khi nó xứng đáng. Chấp nhận một khoản thanh toán thấp hơn giá trị, thời gian và công sức của bạn có thể làm giảm đi những gì bạn có thể coi là một công việc hoàn hảo. Thu hút và quản lý tiền dễ dàng. Không có gì nhầm lẫn khi tiền đến sau cùng trong 6 trụ cột. Như chúng ta đã khám phá khi xem xét 5 trụ cột của sự giàu có, bao gồm sức khỏe, con người, không gian, đức tin và công việc. Tiền bạc không kém quan trọng hơn khi bất kỳ yếu tố nào trong số chúng, mà việc đảm bảo sự cân bằng đó cũng rất cần thiết để thu hút và hưởng thụ của cải vật chất. Khi bạn đã tìm thấy sự cân bằng đó và bạn có thể nỗ lực cải thiện tình trạng tài chính của mình, bạn nên bắt đầu với việc thiết lập tư duy tiền bạc khôn ngoan. Điều này có nghĩa là bạn có thể đưa ra quyết định ngay cả trong lúc khó khăn, bạn vẫn duy trì được tâm thế này. Nó đòi hỏi bạn phải điều chỉnh lại niềm tin về tiền bạc trong một cuộc sống đầy biến động và từ chối mọi niềm tin tiêu cực có thể đã áp đặt lên bạn khi còn nhỏ. Và bạn cũng nên dành thời gian và năng lượng cho các hoạt động củng cố tư duy này, chẳng hạn như khẳng định và tin tưởng vào kết quả tích cực. Tiếp theo, hãy giải quyết vấn đề tài chính cá nhân, bắt đầu bằng việc từ bỏ bất kỳ thói quen chi tiêu xấu nào mà bạn đang mắc phải, chẳng hạn như thói quen mua túi hàng hiệu mà bạn không đủ khả năng chi trả. Vì loại hành vi này thường phát sinh từ một nhu cầu tâm lý chưa được đáp ứng, chẳng hạn như sự ngưỡng mộ hoặc tôn trọng từ người khác, bạn có thể giải quyết nó bằng cách tìm đến một nhà tư vấn tài chính. Bước quan trọng nhất để đưa ra các quyết định khôn ngoan về tiền bạc trong tương lai là tạo một ngân sách chi tiết cho các khoản chi tiêu định kỳ của bạn. Số tiền bạn thu vào và tất cả số tiền chi ra mỗi tháng, bao gồm cả các khoản mua tín dụng. Bạn sẽ có thể nhìn thấy toàn cảnh bức tranh tài chính của mình, nơi cần cắt giảm hoặc phân bổ lại và có thể là nhu cầu tìm kiếm các nguồn thu nhập mới. Không có thông tin này thì không thể thiết lập các chiến lược thông minh để tiết kiệm, trả nợ và hỗ trợ người khác. Khi tình hình tài chính của bạn được cải thiện, hãy ghi nhớ những nguyên tắc sau, tiếp tục tự học về các vấn đề tiền bạc. Duy trì ranh giới vững chắc trong các mối quan hệ. Khi bạn cảm thấy người khác có thể đang lợi dụng tình trạng tài chính của bạn để làm ra những việc khó đoán. Và cuối cùng, hãy hào phóng hết mức có thể, nhưng đừng để sự hào phóng của bạn cản trở bạn theo đuổi mục đích của chính mình. Sự giàu có thực sự có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ có nhiều tiền. Nó có nghĩa là đạt được hạnh phúc, bao gồm duy trì sức khỏe tốt và các mối quan hệ bền chặt, có không gian cho riêng mình và một lịch trình có hợp lý, sống với niềm tin đúng đắn và làm việc có mục đích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách 6 trụ cột của sự thịnh vượng, nội dung được tóm tắt bởi Hà An. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.